Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi một cây hoa lan bị thối lá. Với cách làm đơn giản này, ai cũng có thể làm được. Chất trồng rất ẩm là một trong những nguyên nhân dẫn đến những cây hoa lan này bị thối rất nhanh. Chúng ta cần kiểm tra kỹ tất cả những chiếc rễ này trước khi cắt. Phần này vẫn còn xanh tốt và những chiếc rễ này còn rất khỏe mạnh, là điều kiện để chúng ta phục hồi cây rất nhanh và dễ dàng. Cần phải rửa cho thật sạch những chiếc rễ này. Các bạn chỉ cần dùng một tép tỏi duy nhất. Làm nát ra. Cho vào 500ml nước. Các bạn đặt phần gốc hoa lan vào đây. Và chúng ta hãy lọc lấy nước này. Các bạn sẽ để trong khoảng thời gian 25 phút. Sẽ giúp cho phần gốc này không bị thối nhũng thêm và cây nhỏ rất dễ hồi sinh. Dùng rêu cho vào nước tỏi này để khử khuẩn cho chất trồng. Sau đó hãy sử dụng 2 ly nhựa đào khoét những lỗ trên đây giống như mình. Cho một ít sỏi nhỏ vào đáy chậu. Các bạn nhớ đặt chậu cây ở nơi khô ráo thoáng mát. Và hãy tưới giữ ẩm khi chất trồng khô. Và mình sẽ đậy lại như thế này. Cách làm này để giúp cho độ ẩm luôn được duy trì. Cây sẽ rất dễ hồi sinh.
sau 25 ngày tiếp theo, em nhỏ đã được hồi sinh. Những chiếc rễ cũng đã phát triển tốt hơn. Túi phun sương để giữ ẩm, để giúp cho cây nhỏ này được lớn dễ dàng hơn. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Cây đã phát triển rất tốt. Giai đoạn này các bạn sẽ không cần phải đậy lại nữa, mà chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng từ từ, để giúp cây tập làm quen với môi trường mới được tốt hơn. Những chiếc rễ đã phát triển rất khỏe mạnh. Hãy cho một ít rêu vào trên lớp mặt và chúng ta sẽ trồng cố định như thế này. Tưới nước vừa đủ ẩm. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta hồi sinh được những cây hoa lan khỏe mạnh hơn. Và với chậu hoa lan này, mình cũng đã sử dụng tỏi. Rễ đã phát triển rất nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.